Chào các bạn đã trở lại với cái video học tiếng Anh của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về cái câu tường thuật nhé. Reported speech. Và cái câu tường thuật hôm nay chúng ta học đó là tường thuật câu hỏi trực tiếp sang câu tường thuật. Bây giờ chúng ta xem lên bảng. Ở đây chúng ta có câu hỏi là Where is the bank? Anh ta đã hỏi và hỏi câu này, câu hỏi trực tiếp nhé. Where is the bank? Bây giờ chúng ta tường thuật lại câu này là anh ta đã hỏi tôi cái ngân hàng ở đâu. Thì chúng ta sẽ nói như thế này. He asked me where the bank was. Tức là câu này muốn nói là anh ta đã hỏi tôi ngân hàng ở chỗ nào. Thì người Mỹ, người Anh người ta viết là ở dạng câu tường thuật là anh ta đã hỏi tôi chỗ nào là ngân hàng. Thì đây là cái câu tường thuật của chúng ta. Nhưng chúng ta đổi cái động từ ở thì hiện tại này sang quá khứ trong cái dạng câu tường thuật nhé. Như vậy anh ta hỏi như thế này là Where is the bank? Bây giờ chúng ta tường thuật lại là He asked me where the bank was. Anh ta đã hỏi tôi cái nhà băng ở chỗ nào, cái ngân hàng ở chỗ nào. Và bây giờ chúng ta xem câu số 2. When are you going to visit me? Khi nào thì anh sẽ đến thăm tôi được, viếng thăm tôi được. Đây là câu hỏi trực tiếp. Bây giờ chúng ta tường thuật lại cái câu này thì chúng ta sẽ nói như thế này các bạn. He asked me when I was going to visit him. Anh ta đã hỏi tôi khi nào tôi sẽ viếng thăm anh ta. Thì chúng ta tường thuật lại như thế này là He asked me when I was going to visit him. Ở đây thì hiện tại chúng ta đổi lại, lùi lại một thì, đây là thì quá khứ. Rồi tiếp theo, đây là câu hỏi trực tiếp. Do you speak English? Anh có biết nói tiếng Anh không? Thì chúng ta tường thuật lại cái câu này như thế này. He asked me if I spoke English. Hoặc chúng ta cũng có thể nói là He asked me whether I spoke English. Như vậy chúng ta có thể dùng chữ whether hoặc là chữ if trong cái câu tường thuật mà hỏi như thế này. Tức là hỏi không có chữ when, chữ where, không có chữ what, không có chữ how. Thì chúng ta tường thuật cái này if hoặc là whether. Và tiếp theo nhé. Have you seen Mary? Anh đã gặp Mary chưa? Bây giờ chúng ta tường thuật lại câu này. He asked me if I had seen Mary. Hoặc là He asked me whether I had seen Mary. Thì chúng ta tường thuật lại như vậy. Như vậy nói tóm lại là gì? Những cái câu nào mà câu hỏi trực tiếp mà có chữ where, chữ when, chữ what, chữ how thì chúng ta tường thuật lại giống như hai cái câu trên này nhé các bạn. Còn nếu mà những cái câu nào mà nó không có hỏi bắt đầu bằng chữ where, chữ when, chữ what, chữ how thì mà câu hỏi có hay không thì chúng ta sẽ dùng if hoặc là whether. Và những cái động từ này chúng ta cũng lùi lại một thì, nhé. Ở đây thì hiện tại thì chúng ta lùi lại là ở đây là quá khứ. Ở đây chúng ta thì hiện tại hoàn thành và lùi lại đây là thì past perfect. Như vậy chúng tôi nhắc lại và chúng ta cũng cần chú ý đây không phải câu tường thuật này không phải là câu hỏi mà đây nó là câu tường thuật nên chúng ta không được đưa cái động từ này lên đứng ở trong cái dạng câu hỏi nhé. Và cái mẫu câu này có liên quan đến những cái mẫu câu, những cái video mà chúng tôi đã dạy cho các bạn trước đây rồi nha. Các bạn lưu ý cho. Và bây giờ chúng ta hãy xem cái mẫu câu của chúng ta. Đây là cái mẫu câu của chúng ta ngày hôm nay nha các bạn. Và trong cái mẫu câu này là có câu trực tiếp được đưa ra sẵn cho chúng ta. Why is there a Santa Claus in every department store in town? Vì sao ở trong thị trấn của cái cửa hàng tổng hợp lại có một ông già Noel như vậy trong cái mùa Giáng sinh? Đây là lời của một cô bé hỏi. Đây là câu hỏi trực tiếp. Bây giờ chúng ta coi cái mẫu câu của chúng ta ngày hôm nay nhé. You won't believe what a 3-year-old girl asked me today. là bạn sẽ không tin được những gì cái cô gái 3 tuổi hỏi tôi ngày hôm nay. Tức là bạn sẽ không tin được những gì mà cái cô gái 3 tuổi hỏi tôi ngày hôm nay đâu. What did she ask you? Cô ấy đã hỏi anh cái gì? She asked me why there was a Santa Claus in every department store in town. Cô ta hỏi tôi là vì sao ở trong cái thị trấn đó mỗi cái cửa hàng bách hóa đều có ông già Noel. Đây là câu tường thuật lại đó các bạn, mà chúng tôi đã nói với các bạn lúc nãy. Và câu tường thuật này nó tường thuật lại trên cái câu trực tiếp ở đây nhé. Và người B nói I can't believe she asked you that. Tôi cũng không ngờ là cô ấy lại hỏi anh như thế. Tôi cũng không tin là cô ấy hỏi anh như thế. I can't either. Tôi cũng vậy. Rồi, bây giờ chúng ta hãy xem cái mẫu câu số 2. Chúng ta có câu hỏi trực tiếp như thế này các bạn. Do you know how to fix a flat tire? Bây giờ đi vào mẫu câu thì người A nói như thế này. You won't believe what a taxi driver asked me today. Anh sẽ không thể tin được cái điều hay những gì mà người tài xế taxi hỏi tôi ngày hôm nay đâu. What did he ask you? Anh ấy đã hỏi anh thứ gì thế? Anh ta đã hỏi tôi như thế này nè. He asked me if I knew how to fix a flat tire. Anh ta đã hỏi tôi là tôi có biết sửa cái vỏ xe xì không? Hoặc là chúng ta cũng có thể nói he asked me whether I knew how to fix a flat tire. I can't believe he asked you that. Tôi cũng không ngờ là anh ấy hỏi anh như vậy. I can't either. Tôi cũng vậy. Hoặc là I can't either. Cái chữ either hoặc là either chúng ta đọc cách nào cũng được nha. Như vậy đây là mẫu câu của chúng ta. Nó được tường thuật lại bằng hai cái câu trực tiếp có hoặc là không, và với một cái mẫu câu trực tiếp nữa là hỏi với why nha. Rồi bây giờ các bạn hãy nhắc lại theo tôi cái mẫu câu này nha. You won't believe what a 3-year-old girl asked me today. You won't believe what a 3-year-old girl asked me today. What did she ask you? She asked me why there was a Santa Claus in every department store in town. She asked me why there was a Santa Claus in every department store in town. I can't believe she asked you that. I can't either. I can't either. Và câu kế tiếp nhé. You won't believe what a taxi driver asked me today. What did he ask you? He asked me if I knew how to fix a flat tire. He asked me whether I knew how to fix a flat tire. Như vậy if hoặc là whether gì cũng được. Nếu mà chúng ta chọn if thì khỏi đưa chữ whether vào nha. Một trong hai từ này chúng ta chọn. I can't believe he asked you that. I can't believe he asked you that. I can't either. Và chúng ta hãy nhìn lên cái tình huống đầu tiên nha. Đây là cái câu hỏi trực tiếp. Who is your barber? Tức là barber là gì các bạn? Barber là cái người thợ hớt tóc đó. Người thợ hớt tóc của anh là ai? Bây giờ chúng ta sẽ nói lại là bạn sẽ không tin được những gì mà thầy giáo dạy toán của tôi hỏi tôi đâu. Ông ta đã hỏi gì thế? Ông ta đã hỏi tôi là người thợ hớt tóc của tôi là ai. Tôi cũng không ngờ là ông ta hỏi anh như thế. Tôi cũng vậy. My math teacher, tức là thầy giáo dạy toán. Như vậy chúng ta sẽ tái tạo lại cái mẫu câu mà chúng tôi đã cung cấp cho các bạn trước đây nha. Và tiếp theo tình huống số 2 nha. Do you want to get married? Anh có muốn lập gia đình không? Câu này câu hỏi có không thì chúng ta dùng if hoặc là whether. My boyfriend, tức là bạn trai của tôi, hỏi tôi có muốn lập gia đình không? Và tiếp theo, when are you going to retire? Chúng ta có động từ to retire là về hưu. Về hưu nha các bạn. Retire. Khi nào thì anh về hưu? Ai hỏi đây? Thì my employees. Ở đây có S chỉ là số nhiều. Tức là những người làm công của tôi hỏi. Hỏi như thế nào? Hỏi câu này nè. Bây giờ chúng ta tường thuật lại nha. Và tiếp theo, can we have English class at the beach tomorrow? Chúng ta có thể có lớp học tiếng Anh ở bờ biển vào ngày mai được không? Hay một cách khác là ngày mai chúng ta học tiếng Anh ở bờ biển được không? My students, học trò tôi hỏi như thế. Bây giờ chúng ta tường thuật lại. Và câu số 5. Have you ever been arrested? Have you ever been arrested? Các động từ arrest là bắt giữ đó các bạn. Bắt giữ người nào đó. Ở đây người ta câu này chia ở dạng bị động. Bạn hoặc là anh có bao giờ bị bắt chưa? The woman at my job interviews, tức là người phụ nữ trong cái cuộc phỏng vấn xin việc làm của tôi hỏi tôi câu đó. Tức là hỏi câu đó là câu gì? Là anh có từng bao giờ bị bắt, bị phạm pháp rồi bị bắt đó các bạn nha. Và câu tiếp theo, what is life? Đời là gì? Cuộc sống là gì? Life là cuộc sống hoặc là cuộc đời. My philosophy professor. Chúng ta có từ philosophy professor. Professor là giáo sư. Philosophy là giáo sư triết học. Tức là giáo sư triết học của tôi hỏi cuộc sống là gì? Bây giờ chúng ta tường thuật lại cái câu đó nha. Và bây giờ trước khi đi vào nói theo mẫu câu, chúng ta ráng nhớ cái tình huống mẫu câu mà chúng tôi đã cung cấp cho các bạn. Rồi chúng ta sẽ tái tạo lại cái mẫu câu đó. Now repeat after me. Who is your barber? Who is your barber? My math teacher. My math teacher. Do you want to get married? My boyfriend. My boyfriend. When are you going to retire? When are you going to retire? My employees. Can we have an English class at the beach tomorrow? Can we have an English class at the beach tomorrow? My students. My students. Have you ever been arrested? Have you ever been arrested? The woman at my job interview. The woman at my job interview. What is life? What is life? My philosophy professor. My philosophy professor. Và bây giờ chúng ta sẽ nói như thế này. Bạn sẽ không tin được những gì mà thầy giáo dạy toán của tôi hỏi tôi đâu. Ông ta đã hỏi anh cái gì thế? Ông ta đã hỏi tôi là ai là người thợ hớt tóc của tôi. Thì tôi cũng không ngờ ông ấy lại hỏi anh như thế. Như vậy cái câu này chúng ta sẽ nói lại như thế này. You won't believe what my math teacher asked me today. What did he ask you? He asked me who my barber was. I can't believe he asked you that. I can't either. Rồi, cái câu này là câu hỏi không có chữ who, chữ what, chữ where, chữ when, chữ how. Thì nó là câu hỏi có không thì chúng ta dùng if hoặc là whether nha. Nhưng ở đây chúng tôi dùng chữ if. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. You won't believe what My boyfriend asked me today. What did he ask you? He asked me if I wanted to get married. I can't believe he asked you that. I can't either. Câu tiếp theo nha các bạn. You won't believe what my employees asked me today. What did they ask you? They asked me when I was going to retire. I can't believe they asked you that. I can't either. Câu số 4 nhé các bạn. You won't believe what my students asked me today. What did they ask you? They asked me whether we could have an English class at the beach tomorrow. I can't believe they asked you that. I can't either. Trong đoạn câu này tôi dùng chữ whether thay vì chữ if nha các bạn. Tiếp theo. You won't believe what the woman at my job interview asked me today. What did she ask you? She asked me whether I had ever been arrested. I can't believe she asked you that. I can't either. Và câu cuối cùng. You won't believe what my philosophy professor asked me today. What did he ask you? He asked me what life was. I can't believe he asked you that. I can't either. Như vậy vừa rồi chúng tôi đã cung cấp cho các bạn 6 tình huống trong cái mẫu câu của ngày hôm nay. Và còn lại 8 tình huống nữa chúng tôi sẽ dành lại ở cái video tiếp theo. Vì hôm nay chúng tôi không viết cái mẫu câu trực tiếp lên trên bảng mà chúng tôi quay trực tiếp từ sách mà chúng tôi dạy. Do đó trước khi đi vào nói thì các bạn nên để ý nhắc lại hai cái mẫu câu mẫu của ngày hôm nay. Chúng ta nhắc lại cho nó thông thạo chút xíu nữa và để ý những cái cấu trúc trong câu đó. Video của chúng ta tạm thời dừng lại ở đây và hẹn các bạn ở video tiếp theo. Thân ái chào các bạn.